Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Lạ Thế Giới của chúng tôi. Sau đây là câu chuyện Nam sinh bán mình nhưng không bán dâm. Anh chàng này khẳng định sẽ làm mọi việc người mua yêu cầu, trừ quan hệ tình dục. Mới đây, một nam sinh viên người Nhật đã gây sốc khi đấu giá trực tuyến bản thân mình trên Yahoo với giá 8.000 yên, gần 2,1 triệu Việt Nam đồng. Anh chàng này khẳng định sẽ làm tất cả mọi việc cho người mua, trừ quan hệ tình dục và những việc bất hợp pháp. Theo đó, trong phần miêu tả bản thân, anh chàng này cho biết anh năm nay 22 tuổi, có ngoại hình sáng sủa khỏe mạnh, nặng 70kg. Anh còn tự tin khẳng định mình là người có tính cách thú vị, am hiểu hội họa, có khả năng tổ chức các cuộc thảo luận nhóm với người nước ngoài, từng là cựu đội trưởng câu lạc bộ kịch của trường. Anh chàng này viết, tôi có thể giúp bạn trong công việc, làm việc nhà, tham gia hoạt động tình nguyện hoặc có thể làm bạn thân theo ngày. Tuy nhiên, xin lưu ý là tôi không bán dâm, tôi không làm bất cứ việc gì mà ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân hoặc làm việc bất hợp pháp. Hiện tại cuộc đấu giá này chỉ còn lại một ngày, tuy nhiên vì không có một ai muốn mua nên anh chàng này đã hạ giá từ mức 8.000 yên, gần 2,1 triệu Việt Nam đồng ban đầu xuống còn 6.000 yên, khoảng 1,6 triệu Việt Nam đồng. Vào hồi cuối tháng 9 vừa qua, câu chuyện về cô sinh viên Catarina, 20 tuổi đến từ Santa Catarina, miền Nam Brazil, bán đấu giá trinh tiết để giúp đỡ người nghèo đã gây xôn xao dư luận. Mới đây, cô gái này đã đồng ý bán trinh tiết của mình với giá 780.000 USD, tương đương 16,2 tỷ Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mời các bạn đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.